Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Trong video này, shop giới thiệu tới bạn một dàn siêu phẩm đua những chiếc xe đạp đẳng cấp châu Âu của thương hiệu Đức Sava. Và trong video này thì shop đang dựng đủ màu Sava Colorado bạn nha. Có Sava Colorado màu xanh lục bảo tuyệt đẹp này, màu xanh thiên thành, Sava Colorado màu đen và Sava Colorado màu đỏ. Và thêm 3 màu của Sava X3 đời 2020 cực đỉnh, sử dụng tem phản quang xoắn ốc bạn nha. Và mỗi lần shop làm video thì sẽ làm đủ màu để bạn đến với shop dễ dàng tìm và chọn cho màu mình được chiếc xe với màu sắc như ý. Và ngay bây giờ shop sẽ lấy một chiếc Sava Colorado để review soi cận cảnh chi tiết, mời bạn cùng xem luôn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Và đây chính là chiếc xe đạp Sava Colorado màu xanh thiên thành bạn nhé. Màu xanh thiên thành, xe được thiết kế theo kiểu dáng khung thể thao mạnh mẽ, tương đường nét từ góc cạnh. Và còn về cấu hình thì cực đỉnh luôn. Và ngay bây giờ shop sẽ đi chi tiết cận cảnh từng cấu hình của chiếc xe đạp Sava Colorado này. Sava Colorado full carbon, full Shimano 1.5R7000. Khung carbon gồm khung carbon, càng carbon, tay lái carbon, cọc in carbon và vành carbon bạn nhé. Và carbon sử dụng cho chiếc Sava Colorado này là sợi carbon cao cấp của nhà máy Touray Nhật Bản Mark T800. Sợi carbon được dệt dày hơn, cứng hơn và nhẹ hơn. Sợi carbon cao cấp và hãng Sava thì hãng chuyên sản xuất xe đạp thể thao cao cấp. Chiếc xe đạp Sava Colorado này không xuyên bảo hành tới 60 tháng xe hỏng kỹ thuật từ nhà máy đổi mới bạn nhé. Đặc biệt là chất sơn của Sava Colorado thì tuyệt đỉnh luôn, và những màu sắc được hãng phối này là chỉ xuất hiện ở những dòng xe cao cấp và những dòng xe của châu Âu mới có những cái màu sơn đặc cấp như này, sơn công nghệ ô tô nhiều lớp bóng đẹp. Khung carbon toàn bộ cáp được âm trong tay lái carbon và trong khung bạn nhé. Đây là chiếc càng này, những thông tin ghi chi tiết ở đây đã được thử nghiệm ở áp lực cao đấy. Rất là ok luôn. Chiếc khóa của cọc in của chiếc Colorado này bạn thoáng qua thì không thể nhìn thấy được bạn nha, chỉ có một con ốc ở dưới này để siết cái khóa chiếc cọc in này vào khung thôi. Và ở Sava Colorado thì đang được nhà máy sản xuất hai size bạn nha, size 47 và 51. Thì bạn có chiều cao bao nhiêu hãy liên hệ với shop để được tư vấn chọn cho mình được chiếc xe vừa size và màu sắc ưa thích nhất. Chiếc yên sử dụng chiếc yên cao cấp đắt tiền của hãng Physics Italia, sẽ tuyệt đẹp, phô tăng bằng nhôm Cala. Tay lái thiết kế theo dạng cánh dạng khí động học của hãng Sava bằng carbon. Vành carbon, vành carbon này cao tới 5cm bạn nha. Trên vành thì có những cái vân tem phản quang dạng hạt như những hạt kim cương đứng ở đây. Buổi tối đèn ánh điện chiếu vào cực sáng long lanh như bầu trời đêm vậy. Mayer, chạy Mayer của hãng Sava, bì bạc đạn rất trơn trớn luôn bạn nha, rất trơn và trớn luôn, chỉ cần quay nhẹ thì xe đã nằm bánh rồi. Lốp sử dụng lốp Ultra Sport 700x25. Đây là tổng thể của chiếc xe đạp Sava Colorado màu thiên thanh, xe rất đẹp. Ngoài ra xe được tích hợp full loop Shimano 1.5R7000, bộ truyền động của Nhật Bản với tay đề nắp Shimano 1.5R7000, phanh trước phanh sau Shimano 1.5R7000. Gạt đĩa gạt lip Shimano 1.5R7000, đùi đĩa Shimano 1.5R7000. Và cái rúp Shimano 1.5R7000 này được sản xuất tại Nhật Bản bạn nha, xuất xứ của nhà máy Shimano đặt tại Nhật Bản. Lip 1.5 và xích sử dụng xích KMC, một dòng xích cao cấp rất là bền bạn nha. Đây phụ đề Shimano 1.5R7000 thì đều được ghi ở phía sau cái mặt này bạn nha, những cái thông tin của nhà sản xuất. Đây là chiếc Sava Colorado màu xanh thiên thành, xe tuyệt đẹp luôn. Và có 4 màu bạn nhé. Và 2 size, đó là màu xanh thiên thanh đây, màu đỏ, màu đen, màu xanh lục bảo. Xe full carbon và full Shimano 1.5R7000. Và ngoặc những chiếc xe đạp Sava X3 đời 2020 phản quang xoắn ốc này, shop cũng sẽ làm review và phát sóng trên kênh YouTube xe đạp thể thao VIP.com vào khung giờ 9 giờ sáng 20 giờ tối ngày, để bạn đến với shop bạn dễ dàng chọn lựa và mua được chiếc xe đạp ý, bởi vì shop đang là shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, bán đầy đủ tất cả các chủng loại xe, từ xe đua địa hình, hybrid, touring, xe nam, xe nữ, không thiếu chủng loại nào. Và bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn khi đến với shop xe đạp thể thao VIP.com.
Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.